Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giải thích về dòng bát rời JBL25 loại công suất khủng 500W một cái. Như anh em điện đến thì thắc mắc sợ rằng cái con bát rời này là không phải hàng của China, thì đã được bên em khẳng định ở rất nhiều video, đây là hàng của China chứ không phải hàng sản xuất ở nước trong nước mình. Để anh em mình tin tưởng dùng, trong clip ngày nay em lại khẳng định lại một lần nữa với tất cả các bác, đây là hàng do Trung Quốc sản xuất nguyên cái ở trong nước họ chứ không phải là hàng ở Việt Nam mình nào. Đó, cam kết với các bác điều đó. Và về chất lượng âm thanh, dòng bát rời JBL25 này cho lời ca tiếng nhạc rất sáng và tiếng trống đánh cực kỳ căng, uy lực. Còn đã là dòng bát rời này, anh em nhìn thấy đây, nó là gân vải hai sóng, thì mình không yêu cầu được tiếng trống nó sâu và mềm được như còn gân sút, gân mút hoặc gân cao su. Em sẽ quay chi tiết lại cái sản phẩm này để anh em mình cùng theo dõi. Một cái gân vải hai sóng và có dầu, dầu cũng khá là dính đó. Gân vải dầu và xương nhôm trẻ nằm đôi, xương nhôm trẻ nằm đôi. Công suất đánh của nó tối đa là 500W ở trở kháng 8 ohm. Nó ghi ở Mỹ ở đây, nhưng em nói nhiều video là nó là của Trung Quốc. Và trên bát là nó có ở màng loa, nó có cái CG ở đây, anh em nhìn thấy. Từ của nó là 170, côn 65. Côn cũng là 65 với bát 25, là cũng là không phải là nhỏ, là tương đối lớn anh em nhé, tương đối lớn. Anh em có thể ghép vào cho những chiếc loa full đơn hoặc là nhiều cái loa nằm đặc tính để kinh doanh karaoke hát cho nhau nghe. Vì với là dòng này độ bền rất cao và sáng tiếng cho những người hát ở trong các quán nó dễ hát hơn. Để anh em thay thế cho dòng BMB5 để kinh doanh rất tốt luôn. Thì tiếng trống nó cứng thì mình phải có súp trong các quán, mình phải bổ trợ lại để cho nó giúp cho cái giải hát này mình dẫn nhịp nó đủ hơn, nó đều hơn. Và về giá thành, dòng mà bát JBL25 này có giá bán là 1,5 triệu một đôi, được bao ship toàn quốc. Anh em quan tâm thì điện thoại trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 23 23. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.